Mến chào quý vị, hôm nay Trương Đề đang quay lại những cái nơi mà ngày xưa Trương Đề đang làm việc, từ thị trấn Nghĩa Đàn cho đến là thị trấn Đô Lương. Và trên đường đi thì Đề có đi ngang qua huyện Yên Thành, và thật là bất ngờ khi Trương Đề nhìn thấy có một cái tòa lâu đài rất đông như Nga tráng lệ trên nằm trên một cái trục đường của con đường này. Và điều đó đã làm cho Trương Đề rất hiếu kỳ, và Trương Đề sẽ đi vào bên trong để quay cho quý vị xem một cái lâu đài mà có thể trị giá đến cả 100 tỷ đồng. Và quý vị đang nhìn thấy phía đằng sau là một cái lâu đài rất là tuyệt đẹp, và tất cả Trương Đề sẽ quay toàn bộ từ bên ngoài đến bên trong phần nội thất của lâu đài này cho quý vị xem. Xin mời quý vị hãy cùng tiến vào bên trong. Trước mặt quý vị là con đường quốc lộ 7 chạy từ phía dưới quốc lộ 1A đoạn Dũng Châu để đi lên thị trấn Đô Lương. Và con đường này đang còn thi công cho nên cũng có hơi nhăm nhở. Và cái lâu đài này để nhìn thấy thì bên ngoài thì có lẽ cũng chưa được hoàn thiện 100%, nhưng mà là rất đẹp. Đây là phía trước quý vị nhìn thấy là cái tường rào nghe. Rất là đẹp. Đây là một cái ấp nước. Bây giờ Trương Đề đang tiến vào bên trong và đi vào hướng phía bên trái để quay quý vị xem. Wow, rất là đẹp. Đây là cái bức tường thần phía bên trong được sơn bằng màu vàng. Đây là phía mặt tiền ở bên phải. Tất cả những cái hoa văn chi tiết rất là đẹp, tinh xảo, và được sơn bằng màu đồng. Phía đằng sau của cái tòa lâu đài thì quý vị thấy rất nhiều cái chiếc xe đã bị tháo dỡ. Vì sao một phía đằng sau này có rất nhiều xe như thế này thì Trương Đề sẽ chia sẻ cho quý vị vài phút sau. Đó, và đây là mặt hậu của lâu đài này. Trong thời gian vừa qua, mọi người đi ngang qua đây thường rất chú ý đến tòa lâu đài rất đặc biệt này, bởi những cái nét kiến trúc châu Âu cũng như màu sắc rất đặc biệt. Đó là tòa lâu đài được phủ lên màu vàng đồng rất đặc biệt. Đi cùng hôm nay là có cháu Quang gọi bằng cậu, người đã ra làm việc và sinh sống tại cái vùng đất Đô Lương này cũng đã lâu rồi. Và cái chủ nhân của cái tòa nhà này là bạn của cháu Quang. Đó là một điều mà Trương Đề cũng rất là dễ dàng để tiếp cận để quay cái lâu đài này. Hai anh em xin chào quý vị nha. Theo thông tin của người dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An thì chủ tòa lâu đài này được gọi với cái tên là Đại Gia Đồng Nát. Vậy việc giàu lên từ người buôn đồng nát đã làm cho rất nhiều người cũng phải tò mò. Mời quý vị cùng Trương Đề vào tham quan tòa lâu đài nhé. Kiến trúc nổi bật của lâu đài này là màu vàng đồng và màu tím xanh mà chủ nhân đã lựa chọn cho ngoại thất của lâu đài, với thiết kế phù điêu, hoa văn tỉ mỉ. Lâu đài được xây dựng trên khu đất hơn 7.000 m². Riêng diện tích nhà và sân vườn khoảng 3.500 m². Chiều cao tòa lâu đài gần 40 m. Gồm có 3 tầng chính, 3 tầng tung, tầng 2 và tầng 3 vẫn chưa được hoàn thành. Trên cao vẫn nhìn thấy cả anh thợ vẫn đang miệt mài thi công. Như vậy là Trương Đề đang bắt đầu tiến vào
cánh cửa cổng để đi vào phía bên trong của cái sân phía trong. Quý vị có thể xem thì trước mắt đây là mặt tiền của lâu đài, và phía bên trên là những anh thợ đang vẫn tiếp tục thi công. Bên này thì có một bộ bàn ghế rất đẹp nằm ở giữa sân. Đến đây ta nhìn thấy một con siêu xe. Một con siêu xe này được làm một cái gara cũng đều sơn màu vàng đồng, rất đẹp. Con siêu xe này được mang một cái tên rất nổi tiếng, đó là Lamborghini. Đến đây là cái hành lang đầu tiên để bước vào nhà chính. Hôm nay không chỉ mình tôi đến tham quan mà còn có rất nhiều người dân cũng đến tham quan tòa lâu đài này. Theo lời của chủ nhân thì ngày nào cũng có rất nhiều người đến tham quan. Hiện nay, chi phí xây dựng tòa lâu đài này đã lên đến 70 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa hoàn thiện, cho nên vẫn chưa có con số chính xác. Nhiều tiền như vậy là do cái phần gỗ rất là đắt tiền, riêng tiền công đắp phù điêu đã là trên 10 tỷ, trong đó phần nội thất nhập khẩu cũng rất nhiều tiền. Anh tâm sự xây lâu đài này là do cái niềm đam mê đã từ lâu rồi, nhưng sau khi phấn đấu làm ăn giờ đã đủ sức mới thực hiện cái ước mơ của mình. Khu đất này được anh mua vào năm 2017 và đến năm 2022 thì lâu đài bắt đầu khởi công xây dựng. Đến nay vẫn đang đi vào các hạng mục hoàn thiện. Phía tầng 1 nhiều nơi được dạng vàng 24K. Tầng 1 của tòa lâu đài gồm có 2 phòng khách, 2 phòng ngủ, nhà vệ sinh cũng được dạng vàng. Đặc biệt là đèn và đồng hồ là được dạng vàng 24K. Phần nội thất, chủ nhà rất tỉ mỉ lựa chọn các cái vật dụng trang trí, từ những chiếc đèn chùm, chiếc đồng hồ được dạng vàng cao khoảng 2m.
lên tầng 2 là một cái không gian rất rộng rãi, có hai bộ bàn ghế để khách để ngồi. Các khung cửa rất thông thoáng, có thể nhìn ra rất nhiều hướng. Có bốn phòng ngủ, vì chưa hoàn thiện nên cái phần nội thất cũng chưa đủ, nhưng cũng có những chiếc giường được dạng vàng rất là nổi bật, làm cho khách tham quan không khỏi ngạc nhiên. Tầng 3 có các mái vòm cách điệu theo dạng châu Âu, các chi tiết viền đều được dạng vàng rất là đẹp. Trong lâu đài gồm có 10 phòng ngủ cho tất cả ông bà và tất cả các thành viên trong gia đình. Anh Thoang có 4 người con, hai con lớn đã tốt nghiệp và đi làm, hai con nhỏ đang đi học. Chủ nhân chia sẻ sau khi học hết lớp 7 là nghỉ học và bươn chải khắp nơi đi buôn đồng nát. Đến lúc gom được ít vốn, buôn bán phụ tùng ô tô, buôn xe ô tô cũ, gom được tiền để làm cái ngôi nhà này. Anh đi buôn đồng nát từ năm 14 tuổi, bươn chải khắp nơi từ Thanh Hóa đến Hà Nội, rồi mở xưởng ô tô, và hiện giờ anh đang có 20 thợ đang làm. Là một người lớn lên từ miền quê phải nghỉ học rất sớm, anh phải lăn lộn bôn ba khắp mọi nơi để kiếm tiền, tích lũy một số vốn để lập nghiệp. Năm 22 tuổi anh lập gia đình, cả hai vợ chồng đều đi buôn đồng nát. Năm 2004 mới mua được miếng đất bên quốc lộ 7A, huyện Yên Thành, trên trục đường đi lên thị trấn Đô Lương, mở xưởng thu mua sắt vụn, buôn bán phụ tùng ô tô, và cuộc sống ngày càng phát triển. Đến nay anh vẫn miệt mài với công việc buôn bán phụ tùng ô tô. Anh cung cấp cho rất nhiều tiền thân trong nước. Anh có thu mua xe cũ đưa về đại tu và bán lại. Công việc của anh không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn góp phần cho người địa phương có công ăn việc làm. Hiện đang có 20 công nhân đang làm việc trong nhà xưởng. Giờ sáng, cái nắng vùng Nghệ An gay gắt đang chụp xuống tòa lâu đài Thoáng Bình Tạng Lễ, và tôi phía ngoài sân, mồ hôi vẫn nhễ nhại miệt mài từng góc quay. Không chỉ quay vẻ đẹp của tòa lâu đài mà những bước đi từ trong tôi thầm nghĩ, giàu có nó sẽ đến với bất kỳ ai, được bắt đầu từ tuổi trẻ, biết lao động, học tập, dân dụng, tạo hướng đi riêng, có suy nghĩ tích cực và luôn luôn mang trong mình một ước mơ thăng tiến. Đến đây, Trương Đệ cũng xin dừng video lại tại đây. Nếu quý vị cảm thấy video này có ích, thì hãy ủng hộ cho Trương Đệ một like, chia sẻ cho bạn bè cùng xem và đăng ký kênh Tìm Về Dấu Xưa của Trương Đệ để đón xem cả video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.